Đấy, là như vậy này. Đấy, cho nên là cái ông Trương Nghệ Mưu đó, cái ông Trương Nghệ Mưu đó là ông ấy rất là tài tình, phải không? Ông ấy đã đến đây, đây là đã đến đây cùng với cái tập đoàn, cùng với cái tập đoàn Tống Thành ấy, đã dựng lên một cái vở, một cái show biểu diễn rất là hấp dẫn. Hiện tại đấy là mỗi một ngày thì như là có 2 show hay 3 show ạ, biểu diễn rất là hoành tráng, và gọi là tập đoàn Tống Thành đến đầu tư, gọi là Tống Thành Lệ Giang Thiên Cổ Tỉnh. Đây là như vậy, cho nên là nó cũng đưa những cái văn hóa của người Mô Xô và văn hóa của con đường Trà Mã cổ đạo. Tại sao từ Côn Ninh lên đến đây có rất có nhiều thành cổ như vậy? Mỗi một thành cổ đều là một cái nơi dừng chân của các đoàn Trà Mã cổ đạo. Trà Mã là gì? Trà là chè, mã là con ngựa, dùng con ngựa thổ chè đi từ xuất phát từ những cái khu vực này, sau đó rồi tập trung ở Lệ Giang, sau đó rồi đến sang Đi La, sau đó rồi mới lên Tây Tạng, rồi từ Tây Tạng mới sang Trung Đông, sang đến Ba Tư, hồi xưa gọi là Ba Tư, bây giờ gọi là Iran và Iraq, cả cái khu vực đó. Thế cho nên là rồi mới lấy hương liệu, rồi lấy những cái thứ ở đó về, sau đó rồi chở chè, rồi tơ lụa, rồi gấp, rồi đồ sứ, đồ gốm bên này sang bên đó. Dùng con ngựa, dùng lưng ngựa thổ ra cái con đường. Cho nên hướng dẫn viên này là người Quảng Đông, cho nên gọi là người Quảng Đông. Trà Mã cổ đạo là như vậy. Còn con đường tơ lụa phía bắc của Trung Lấy Quốc vợ, là trên lưng lạc đà đi qua sa mạc Quảng Tây. Còn phía tây này đấy là phía nam này đấy là dùng con ngựa thổ ra cái con đường này. Còn đường biển đấy là con đường biển là do coi như là từ cái thời nhà Minh, do một thái giám tức là Trịnh Hòa. Thái giám Trịnh Hòa là người Vân Nam, sau đó rồi từ nhỏ gia đình nghèo, cho nên mới theo quân Minh về đến triều đình, sau đó rồi là nhìn thấy đẹp trai quá, sau đó rồi mới mang, lúc còn nhỏ không biết gì, thế là mang đi thiến xong rồi mới gọi là thái giám, rồi mới vào triều đình, sau đó rồi được vua rất là thích, rồi mới ban tặng cho một cái chức vụ lớn, sau đó rồi mới là mỗi một lần đi đấy là hơn 300 chiếc thuyền rất là to, hơn 15.000 người, 300 chiếc thuyền chở hàng hóa 7 lần xuống Đại Tây Dương. Từ Biển Đông của Trung Quốc là xuống Đại Tây Dương vòng một nửa trái đất. Đấy là con đường tơ lụa trên biển từ thời xưa. Cho nên là các bạn đến Malaysia, dưới Singapore vẫn còn có những cái chùa chiền để thờ ông Trịnh Hòa. Đấy là như vậy. Đây là vì giải rác ở cái khu vực đó đấy là rất là nhiều người.